Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Lý Việt MMO của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một kèo mới. Kèo này sánh ngang với SFB các bạn. Và chúng ta hãy tranh thủ làm nhanh. Thì cái con này là con chen đó các bạn gì đó. Nói chung là nó viết tắt là CHNR. Thì nghe nói là cái thông tin là con này có nhiều ông lớn cũng chống lưng tham gia vào các bạn. Cho nên là sắp tới nó sẽ lên sàn Binance. Cho nên các bạn hãy tranh thủ làm nhanh nhé. Thì khi mà các bạn đăng ký qua cái link của mình á thì các bạn sẽ có thể kiếm lên đến 145 token CHNR hoàn toàn miễn phí trong một nhóm nhạc các bạn. Và khi giới thiệu các bạn giới thiệu được một người thì các bạn sẽ nhận được 10 CHNR nha. Thì các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin của nó trên website của nó hoặc là trên YouTube hoặc là Google nha các bạn. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đăng ký cho nó nhanh nha. Rồi thì cái đường link đó mình để dưới mô tả video hoặc là cái bình luận đầu tiên của video nha các bạn, để tránh spam nha. Tại vì YouTube nó mà để link nhiều quá thì nó sẽ bị spam các bạn, cho nên là mình có thể là để ở dưới mô tả đầu tiên, bình luận đầu tiên của video á đó. Đó thì để đăng ký thì các bạn hãy click vào đường link để ủng hộ mình nha. Rồi sau khi click đường link thì nó sẽ chuyển đến trang web của nó. Thì trước khi nó chuyển đến thì các bạn chưa đăng ký kênh YouTube của mình hãy bấm vào nút đăng ký nha. Hãy sẽ chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để có những thông tin cần thiết thì mình sẽ up lên kênh YouTube mà các bạn theo dõi kịp thời cho các bạn. Và nếu các bạn thắc mắc gì hoặc là yêu cầu mình làm video gì cũng có thể bình luận cái video để mình sẽ giúp đỡ cho các bạn nha. Rồi sau khi mà các bạn bấm vào đường link thì nó sẽ chuyển đến trang như thế này. Thì các bạn hãy bấm vào cái nút đăng ký ngay cho mình nha. Bấm vào cái nút đăng ký ngay này nè. Rồi thì các bạn kéo xuống dưới, các bạn thấy có cái dòng là đây nè các bạn, điền địa chỉ nha. Các bạn thấy không? Thì các bạn hãy điền địa chỉ vào. Các bạn điền địa chỉ email của các bạn nha. Rồi, amoc@gmail.com. Rồi, sau đó các bạn tích vào cái dòng tôi đồng ý với điều khoản, điều kiện và chính sách bảo mật nha. Và tích vào đây rồi bấm đăng ký ngay. Rồi, nó đến cái dòng này á, thì các bạn hãy dùng cái con chuột này nè, cái này các bạn, cái mũi tên này nè. Đó, các bạn kéo vào đó, kéo cho đến khi nào nó khớp vô cái số này các bạn. Đó, bạn thấy nó khớp vô không? Khớp vô cái này. À, đến khi nó khớp vô thì nó ok nha. Và nó sẽ chuyển đến cái trang thế này. Để các bạn thấy nè, bạn vẫn chưa nhận được email, chúng tôi sẽ gửi lại nó trong 60 giây. Rồi rồi các bạn, thì mình sẽ đã nhận được cái email. Các bạn kéo xuống thì mình thấy nó có email này đó không? Có email gửi tới, bấm vào đây. Rồi rồi các bạn thấy nè, thì khi mà nó có email gửi tới, các bạn thấy có dòng log in me nè các bạn, log me in chứ. Rồi các bạn bấm vào log me in cho mình. Rồi đến đây nó hỏi Chrome hay browser thì các bạn nha, ở đây mình chọn Chrome cho dễ nha, Google Chrome á. Rồi để cho nó đăng nhập vào cái website đó nha các bạn. Rồi trong quá trình nó chạy đến trang web thì các bạn chưa đăng ký kênh YouTube của mình hãy bấm vào nút đăng ký trên kênh YouTube nha các bạn. Rồi chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để những thông tin cần thiết thì mình sẽ up lên kênh YouTube mà các bạn kịp thời theo dõi nha. Rồi sau khi nó đến đây, rồi các bạn muốn đi giới thiệu người khác thì các bạn hãy thấy nè, ở đây có dòng nè. Đó thì các bạn, đây là cái dòng giới thiệu cho các bạn. Các bạn muốn đi giới thiệu cho người khác thì các bạn hãy bấm vào sao chép hoặc tải xuống nha. Các bạn bấm vào tải xuống thì nó sẽ ra cái dòng này các bạn, là giới thiệu, một mã giới thiệu thì được 10 CHNR nha các bạn. Đây nè, đó là mã giới thiệu nha. Đây là mã giới thiệu của mình để dưới mô tả video đó. Các bạn hãy thông cảm, hãy bấm vào đó để ủng hộ mình nha. Rồi các bạn muốn copy cái mã thông báo này, các bạn bấm vào đây sao chép đường dẫn nè. Rồi các bạn đi share đây các trang Facebook, Zalo ha, YouTube rồi đó, để mà người ta đăng ký vào nha các bạn. Rồi
Thì ở đây mình đã kiếm được 120 CHNR rồi. Thì bằng cách nào được kiếm được thì các bạn hãy đi vào cái chữ kiếm nè. Bảng điều khiển nè các bạn, đi vào bảng điều khiển. Rồi. Các bạn sẽ kiếm cái chỗ mà điền các mạng xã hội á. Đây nè, các bạn muốn kiếm kiếm được thu nhập nữa. Thu nhập của bạn đây là khoản tính tích tất cả các khoản thu nhập cho đến nay. Khi khởi chạy ứng dụng, phần thưởng CHNR của bạn sẽ được chuyển vào ví của bạn nha. Thì để kiếm được cái CHNR các bạn tối đa là 145, các bạn lít vào đây, lít vào cái này nè các bạn. Lít vào cái ví á, lít vào cái chỗ mà nó trả tiền cho mình á, lít vào đây. Đây. Chẳng hạn bạn điều khiển nha. Rồi. Các bạn hãy lít vào đây, lít vào cái chỗ 120 CHNR các bạn. Thì các bạn kéo xuống dưới. Các bạn thấy xuống dưới là thấy là phần lịch sử phần thưởng CHNR của bạn. Đây. Thì khi kéo xuống dưới đây á, các bạn sẽ liên kết với lại Twitter thì các bạn sẽ được nhận 15 CHNR. Liên kết Facebook các bạn được nhận là 15 CHNR. Là liên kết email các bạn sẽ được nhận 5 CHNR nha các bạn. Rồi các bạn nhập số điện thoại thì các bạn sẽ được nhận 30 CHNR, và tham gia bữa được giới thiệu thì sẽ được 5 HNR nha các bạn. Thì cái này các bạn bị mình đã làm rồi cho nên là không thấy được các bạn, còn các bạn sẽ thấy được cái số này. Rồi, nó sẽ có nút để các bạn làm nha. Các bạn chỉ cần liên kết hết những nhiệm vụ này thì các bạn sẽ nhận được tối đa là 145 CHNR nha. Rồi còn kiếm thêm các bạn có thể đi giới thiệu thì mỗi giới thiệu cho bạn sẽ được nhận 10 CHNR nha các bạn. Rồi, có cái gì không hiểu thì các bạn có thể bình luận dưới video, mình sẽ giúp đỡ các bạn nha. Rồi các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin của nó trên trên website này của nó nè, hoặc là các bạn xem trên Google, YouTube nha. Rồi các bạn ủng hộ của mình bằng cách là bấm vào đường link dưới mô tả video hoặc là bình luận đầu tiên của video mà mình có ghi cho các bạn để ủng hộ mình. Và các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký lên kênh YouTube của mình nha. Và sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để những thông tin cần thiết thì mình sẽ up trên kênh YouTube để giúp đỡ cho các bạn, để cho các bạn kịp thời cập nhật thông tin nha. Và chúc các bạn là kiếm rất là nhiều CHNR nha. Sắp tới nó sẽ lên sàn Binance nha các bạn. Rồi, chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.